Chào mừng tất cả các bạn đến với kênh Quay Thử Xổ Số Miền Nam thứ bảy ngày 6 tháng 4 năm 2024. Thứ bảy ngày hôm nay gồm có 4 đài: thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước, Hậu Giang. Giải 8: thành phố Hồ Chí Minh 27, Long An 70, Bình Phước 15, Hậu Giang 13. Còn có tất cả các giải 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 giải đặc biệt. Chúc tất cả các bạn có một ngày mới vui vẻ, hạnh phúc, gặp nhiều may mắn, phát tài, phát lộc.